Hello cả nhà. Hôm nay ở Costco mọi người đua nhau mua đồ ăn, thức uống, sữa, tã, nước quá trời luôn. Bây giờ gần sập bách rồi cả nhà. Không biết vụ gì, nghe nói là sẽ có biểu tình chỗ cảng nào đó, nên có thể là hàng hóa nó sẽ không có nhập về đó. Nên người ta cũng hoảng hốt quá. Người ta đi, người ta mua quá trời đồ luôn. Các nhà thấy không? Thì cũng không biết mua gì hết. Thì mua hai két nước thôi. Cái nhà mình có cái máy lọc lọc nước đó, nên mình sẽ có gì mình cũng uống. Theo Mỹ người dân coi như là sắm sữa quá trời luôn. Với lại bên Thi cũng bị ngập lụt quá. Ở gần Thi khoảng 2 tiếng mấy trên núi á, ở phía gần núi á, người ta bị lụt quá trời luôn, ngập hết, cúp điện á, bị bão á. Vừa rồi á thì người ta cúp điện, đồ ăn người ta cũng bị hư hết á. Nên người ta cũng đi Costco người ta mua đồ ăn, nước uống để người ta sống sót luôn. Nãy đông nghẹt ha, bây giờ đỡ rồi cho nha. Thì ra kỳ quầy nha. Trời, nãy xe coi như đầy nhóc rồi, nhóc hai con xe đầy. Đó. Ai mà có baby phải chuẩn bị tã, mua tã, mua này nọ để baby. Hello, cả nhà ơi. Costco người ta mua nước hết trơn rồi, quá trời. Bữa nay Costco đông quá mà mới ngập lụt xong á. Bây giờ mọi người mua nước ở Costco gần hết rồi cả nhà. Thiếu nha. Đó, còn có chút xíu à. Còn cái nước mà khết lên á, 3.99 sập bách à. Rồi cả nhà thấy không? Thi chiếu cái chỗ này là chỗ mà bán giấy vệ sinh á, mà người ta hốt hết trơn luôn, không còn một cái nào á. Đó, chỗ này nè, cho mình giấy vệ sinh nè. Đó, toilet sheet, toilet paper, không còn nữa luôn. Mùa quá trời luôn. Còn có một thùng này mà bị rách rồi cả nhà. Hết rồi. Limit 5. Mà giờ sạch bách rồi, chỗ này là nước á. Giờ còn cái này thôi, cái này mắc quá. 17.99 lận, còn hai kết. Mà Thi không có uống cái loại này. Nãy Thi có mua hai thùng nước. Rồi để đó. Cái mình quay lại á, mất tiêu rồi. Hai bình, hai kết nước mất tiêu rồi. Người ta mua tã quá trời luôn. Rồi sữa, nghe nói sữa baby á cũng sạch bách rồi. Đó này, này tã hết rồi. Sữa baby đó. Ồ, sữa baby đây nè. Cũng người ta mua quá trời sữa baby rồi. Đó, sữa baby còn cũng còn ít là không nhiều. Thôi, người Mỹ cũng như là người ta nghe tin chút xíu là người ta khủng hoảng luôn cả nhà. Nè, giấy nè, tã, sữa nè, giấy vệ sinh nè, người ta mua sạch bách quá trời luôn. Đó, người nào cũng mua đó cả nhà, theo đó ai cũng mua quá trời luôn. Thi không biết là Costco bên tiểu bang các bạn có giống bên Thi không, chứ bên Thi thì bị giống như khủng hoảng vậy đó. Đây là gần sạch rồi đó, nước là sạch luôn rồi đó. Còn mấy cái thứ kia thì còn giống như baby towel thì còn còn giấy vệ sinh thì hết. Trứng, nãy Thi thấy trứng còn cũng ít
cho nên mua đồ vỉ. Buổi sáng là Costco đông nghẹt người luôn, bây giờ đỡ rồi cả nhà. Ai cũng mua quá trời luôn. Xe đây nhá. Đó nha, thấy không? Nè baby wipe rồi tả của baby, thấy không? Quá trời. Ủa chị ra hả? Còn trứng không? Gì hết trứng hả? Trời ơi. Gì lẹ vậy? Rồi lẹ nha. Ồ ok. Trời ơi, cái chị mua hết trứng rồi. Anh, hồi nãy em đi Costco á, em thấy hả mọi người coi như là mua đồ mua đạt quá trời luôn, nhất là nước á anh, sạch bách luôn anh. Mắc cười lắm, em mua hai kết em để đó, cái em đi chỗ khác á, em đi làm á. Cái quay một tiếng sau quay lại mất tiêu, lấy mất tiêu. Rồi toilet paper sạch bách luôn. Ủa sao kỳ vậy ha? Thì đó. À thì đó anh nói vụ gì? Ồ cái này nè. Nó mấy người mà công nhân ở làm cho mấy cái cảng mà để mà mấy cái cảng mà để nhập hàng xuất khẩu. Hàng hóa, ok. Thì nguyên cái East Coast luôn, New York, Virginia, Wilmington, North Carolina, Charleston, South Carolina với lại Houston là người ta on strike. On strike là đi định gì đó? 45.000 công nhân á. Hình như hai cái port nhỏ bên Cali nữa là nằm trong cái hội đoàn người ta biểu tình, tại vì 45.000 người đông quá. Tại vì cái contract end tháng 9, cái hợp đồng end là tháng 9, vào cuối tháng 9 này nữa. Khi mà có union á, là khi mà cái hợp đồng end á, bắt đầu union ta ngồi xuống người ta thương lượng với lại cái công ty. Ví dụ ta đòi cái này, giống như mình đi mua thương lượng mua xe vậy đó. Cũng thương lượng cái này cái kia là cái thay đổi cái tình hình để gì đó, thương lượng ví dụ trả lương cao hơn hay là pension cao hơn hay là vacation đại khái vậy. Thì khi mà thương lượng như vậy á thì cái người mà những cái tay mà chủ của mấy cái port này có thể họ không có đồng ý, anh thấy người ta strike, người ta biểu tình, người ta đình công. Tiếng Việt mình gọi là đình công chứ không phải biểu tình. Nhưng mà đình công khi nào? Đình công thì bây giờ bắt đầu đình công rồi đó. Tối nay hả? Rồi. Khi mà đình công như vậy á là những cái món hàng xuất khẩu, những cái hàng nhập khẩu, những xe cộ, những linh kiện phụ tùng xe cộ nhập từ Nhật, từ South Korea hay là những cái vật dụng mà nhập từ tàu này kia là sẽ không vô được cái cảng này. Và nếu không vô làm việc, không vô được cái cảng này á mà họ đâu có đợi lâu được. Cái này biểu tình này có thể kéo dài không biết bao lâu. Không biết bao lâu, trừ khi nào mà cái member member của union với lại cái công ty thỏa thuận contract mấy nó mới được mới làm việc lại. Thì nếu mà trường hợp như vậy á thì sẽ ảnh hưởng đến cái trucking company. Xe truck. Tại vì họ không có chở hàng đi, giao hàng đi này kia. Để có hàng đâu chở. Cái thứ nhất, cái gì nữa khi mà những cái port này mà bị đình công á thì những cái tàu mà chở hàng họ phải chạy thẳng xuống dưới miền Nam, xuống dưới qua cái kênh đào Panama rồi mới vòng lên qua Cali và West Coast, còn phía Tây á. Xong mà từ phía Tây á, máy bay hay là xe truck chở hàng chạy về phía East này. Thì phía East là bên mình á, Canada, Virginia. Thì cái giá nó ta cao hơn. Cái tàu nó phải chạy xa hơn đúng không? Thì tăng hàng hóa lên. Tăng cái tốn tiền, nó tốn thêm tiền. Sau rồi từ cái khi mà cái cảng ở Cali thì phải bay máy bay hoặc xe truck chở lại hàng về đây. Thì những bây giờ đó, lạm phát đã cao rồi. Mà cộng với cái này nữa là chết. Người ta nói là nếu mà biểu tình như vậy là một ngày có thể là kinh tế Mỹ sẽ bị mất khoảng 5 cho đến 7 tỷ đô la một ngày.
Gì ghê trời. Trời ơi, bởi vì hôm nay em thấy Costco hả? Đông nghẹt người luôn mà mua cái gì biết không anh? Ha, mua sữa baby á cũng gần hết Thì luôn, người ta còn ít sợ lắm. là tại vì nếu Sẽ mà mấy cái lên port này hả? nó đóng á thì cái tàu nó phải chạy xuống kênh đảo Palama, nó đi qua kênh đảo Palama, nó chạy qua bên West Coast lại, thì đến có phải dỡ hàng rồi phải có xe truck chở về lại East Coast này, nó lâu, nó Thiếu hàng cost à, trời ơi hàng chim more. thấy á, giống như y như Covid lúc trước á, toilet paper là nè bay bay sập bách luôn. Trời ơi nước hả, hồi nãy em cũng có chiếu cho mọi người thấy á, nước còn có mấy kết anh, bằng lát quay cái lại sạch luôn, trứng cũng hết luôn anh. cái nhóm mấy cái người mà làm adot này, họ có thể là đóng cửa kinh tế của Mỹ big time. Nhưng mà nó họp rồi hả? Nó không đồng ý cái đó hả? Có những cái contract thì mình họ không có nói rõ, mình không chưa có biết, nhưng mà đại khái là họ biết, tức là khi mà union member thành viên của cộng đoàn, à gọi cái gì, nghiệp đoàn lao động, thành viên của nghiệp đoàn lao động mà biểu tình á, tức là khi mà nghiệp đoàn lao động với lại cái công ty á, mà họ thương lượng á, là có nhiều cái bất đồng á, thành thử là mấy cái nghiệp đoàn mới ra mới nói mấy người người công nhân là đình công để Vậy đó mà hôm thương lượng lại, để ngồi xuống thương lượng lại. hôm nay là 30 tháng 9 đây phải Chính không, là ba ngày hết mai cái đó, ngày mai ngày 1 tháng 10 ngày đó. mai 1/10 là bắt đầu người ta sẽ đình công. Bởi Giờ là vì mấy như anh chị em là trên YouTube mà làm mấy công ty mà có union á, có nghiệp đoàn lao động á, là y chang vậy. Cái contract ví dụ như contract 3 năm, thì khi mà hết 3 năm á thì cái nghiệp đoàn á có cái người đại diện đến cái công ty để mà thương lượng với công ty, ví dụ như là tăng thêm giảm cái bảo hiểm, hay là tăng thêm lương, hay là đại khái là cho thêm về cây xin, đại khái vậy. Hãng anh cũng có đâu, No, không có, không hãng có anh là union à? không có union. Tùy hãng Mà union á, thật sự ra union hồi xưa năm năm 30, 20, 30, cái tình trạng lao động nó không có an toàn, bóc lột này năm kia. 2030 là Cỡ 1930 là đó hả? 920, 30 hồi xưa. Chứ còn bây giờ nó có labor, có luật lao động của liên bang, có luật chống kỳ thị, rồi chống sexual harassment này kia, luật union này đâu cần thiết, không quan trọng. Nhưng mà khi mà strike như vậy là bây giờ Ảnh hưởng quá. thế giận với cái port, mấy cái công ty, ví dụ như không công ty xe Boeing hay gì đó, làm vậy họ đem job overseas hết. Đem job overseas làm gì được, tư bản mà. Thành thử ra có nhiều cái port như là New York, mấy Colombia, Dominican Republic, China, Philippines, South Korea, Norfolk là Virginia, là South Korea, China, Philippines, Colombia, Japan. Wilmington là China, South Korea, Colombia, Central America, Dominican Republic, Australia, Là Chile. gì? Mấy cái nước á, Mấy nước nhập vô mấy không? cái nước mà nhập những cái cảng, đặc biệt North Carolina mình có cái cảng là Wilmington á, tiểu bang mình á. Cách đây cũng À, 2 tiếng mấy, 3 tiếng. South Carolina có cái cảng gọi là Charleston. Đúng rồi, Charleston bữa có mình đi cái cảng á. mà đi cruise nè, là cái cảng đó đó. Rồi ở Houston thì có một cái cảng nữa, tức là nguyên một cái này luôn, có thể là 45.000 worker. Ok, vậy là mình sau phải mình biết tại sao mà Costco nó hiếm hàng mà còn hàng mà bán sập bách Tại là lý vì do không, với lại lý do là vừa rồi bị lục đó anh, người ta cúp đúng điện ba rồi, bị bốn ngày lục, thì người ta cũng ào ào đi đúng rồi. mua, Như vậy là rồi cái cái này là này cái chính nữa. cái này cái chính nữa là nhiều khi người ta mua để người ta giúp gia đình bên Đúng như rồi, vùng cái vùng Asheville mới bị lục vùng quá núi bị lục ở trên boom nữa, cúp điện ba bốn buôn ngày á. rồi rồi cộng cái strike này, thì khi cái strike này như vậy thì mấy người xe truck truck driver họ đâu có hàng đâu, đâu có ship đâu. Có nhiều người cũng hỏi thi ở Nagoya có bị ảnh hưởng gì không, nhưng mà giờ sẵn đây đi nói là Asheville mình mình hai không bị tiếng hết. cách mình hai tiếng Cách 2 tiếng thì bị lục rồi, cái highway bị đóng luôn phải không anh, đóng ngập highway hả? 4D West đóng, phải đi đi đường detour. Ghê ha.
rồi highway 40 west mà chạy lên Asbury nè, Boone nè mấy vùng. Đúng rồi. Không có wifi luôn anh, điện cấp mà. Thì tại vì nó trên gãy đó, cái cây điện chính. Ở trên nó tuy là vùng núi nhưng mà có nhiều cái river. Khi mà hơi cái hit là bắt đầu cái river nó ngập lên. Nên bị nặng quá ha. Mà người ta những cái nhà build thành phố này, người ta là nằm ngay cái river bank close. Để khi mà nước lên ra xong qua đó nhà cửa cũng tan bành luôn anh. Điện rồi cúp cúp wifi không liên lạc được gì hết. Ghê ha. Cái này mà nếu mà cái này không giải quyết nhanh á, là consumer là mình tốn, mình phải trả tiền dữ lắm. Tại cái gì nó tăng lên. Tăng lên nữa hả? Trời ơi, lạm phát quá trời giờ tăng này chứ chết. Ok. Rồi, thank you cả nhà for watching nha. Rồi, bye bye. Thank you cả nhà. Thank you. Goodbye. See you next time. Good night.